đây tại triển lãm Việt Build Home với chủ đề bất động sản, trang trí nội ngoại thất và đồ dùng gia đình, công ty trách nhiệm hữu hạn Cách Âm Cách Nhiệt Phương Nam đã giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng và đối tác giải pháp cách âm cách nhiệt cho công trình xây dựng, đặc biệt là giải pháp panel, mái, vách. Ưu điểm của dòng sản phẩm này là đặc tính cách âm cách nhiệt, đồng thời sử dụng vật liệu có tỉ trọng nhẹ, chú trọng khâu thiết kế, đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình, nên sản phẩm được khá nhiều đối tác tín nhiệm. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, doanh nghiệp đã đầu tư 2 nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trên dây chuyền công nghệ Đức, đảm bảo cung ứng ra thị trường dòng sản phẩm vật liệu thay thế thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Với kinh nghiệm cung cấp và thi công nhiều công trình nhà ở dân dụng, công nghiệp, nhà máy nhiệt điện, nhà máy xử lý nước, sắp tới đơn vị này sẽ mở rộng thị trường sang nhiều quốc gia trên thế giới.